năm mới, chúc mừng năm mới, chúc mừng năm mới. Vâng, một cái thời khắc giao thừa giữa năm 2023 đến năm 2024, một trong những cái điều tuyệt vời nhất, Trần Văn Đình và ban tổ chức hỗ trợ của kênh Trần Văn Đình chúc anh chị chúng ta một lời chúc tuyệt vời nhất, hạnh phúc nhất và thành công nhất. Thành công nối tiếp thành công, hạnh phúc nối tiếp hạnh phúc. Vậy là một cái năm cũ rất khó khăn đã qua và một năm mới đã tới. Bằng cái cách nào đấy, chúng ta vẫn luôn tìm cho mình được một cái hướng đi, luôn tìm cho mình được một cái sự hạnh phúc. Thành công không những là trên cương vị của tiền bạc, thành công là chúng ta đưa lại giá trị cho người khác. Mình trao được giá trị bao nhiêu thì mình sẽ nhận lại được bấy nhiêu. Đó là một cái điều tuyệt vời nhất. Vậy một năm cũ đã qua, năm mới đã tới, mình muốn chia sẻ lời chúc tuyệt vời đến tất cả các anh chị muốn nhà, muốn hạnh phúc, muốn người, muốn hạnh phúc. Đó là một trong những cái hành trình mà Đình muốn chia sẻ với những anh chị đang theo dõi cái video này ở trên cái kênh YouTube và trên những nền tảng khác nhau. Một lời chúc tốt đẹp, một lời hạnh phúc và may mắn nhất trong năm mới. Đình đã có những cái người thầy có ngày hôm nay cũng là nhờ những cái kiến thức, những cái chia sẻ của nhiều anh chị mà được học vậy. Thì hôm nay Đình cũng đứng đây và muốn chia sẻ với anh chị một lời chúc trong một cái năm mới tuyệt vời, một sự hạnh phúc, một sự may mắn để đến những người con của chúng ta, những người bố của chúng ta, những người mẹ của chúng ta có những cái sự ấm no hạnh phúc trong những cái năm mới này. Một trong những cái điều tuyệt vời nhất của năm nay là Đình muốn gửi đến những cái sự ấm áp, những cái sự hạnh phúc, những cái sự tuyệt vời đến tất cả những gia đình chúng ta. Một năm mới hạnh phúc, thành công và an khang thịnh vượng. Chúc mừng tất cả các anh chị chúng ta một sức khỏe tuyệt vời và luôn luôn phát triển trên mọi lĩnh vực khác nhau. Đó là một cái điều mong muốn nhất. Cảm ơn tất cả các anh chị chúng ta.